Tới cho chị chỉ cái hướng cái cây luôn cho. Đây là nhìn qua chắc không tới quá. Tới tới mai mai dùm tới không? Tới không? Tới. Thấy cây trắng trắng đó không? Cây cây nào? Cây trắng trắng cái ngay trăng cái lồng giữa ngay trăng chỗ bên đây. À, nguyên bài khỉ là có con rắn nó giữ đó. Dù là đợt đó lên xong cũng chó săn mình đó, lên cũng săn. Săn nguyên cái đoạn trên đó đó là chó mình bị khỉ nó cắn, độc lắm. Và nguyên ông bò xuống hết hồn. Còn như là con còn ỉa mà thứ gắn mà hôm nay mình chỉnh ỉa đó là cỡ khoảng dài đây 3-4 mét vậy đó. Vậy cũng phản anh nguyên cái giò mang giò heo với giò đồi gì gì đó là nó chắc nó ăn không tiêu vậy. Ỉa nguyên một lần dài sọc luôn. Ở bên Đông Phi nè, ông nói cái da gắn là trồng từ đầu mình là trồng lọt tót xuống luôn đó, nắm vậy là tụt xuống vậy là lại gan bự hơn áo mình đó. Dạ kỳ gâu, chào cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã trở lại video tiếp theo của mình. Ngày hôm nay mình có chuyến đi về núi Cấm, An Giang. Thì mình được người dân ở đây chia sẻ là có một người đàn ông đã từng sinh sống ở trên núi này. Thì năm nay anh tầm khoảng 40 ngoài tuổi. Thì trong cái khoảng thời gian mà anh sinh sống trên cái ngọn núi này, và cái lúc anh đi làm gãy làm nương ở trên này và sắt những cái măng tre, măng cầm dông, và anh tình cờ gặp được những con rắn rất là to, to như một cái phích nước đá. Thì theo cái lời chia sẻ của bà con ở đây thì nói ngày trước anh á, đi lên núi mà trồng những cái gọi là những cái đồ gãy á, thì trong cái thời điểm đó thì anh trồng những cái đồ gãy, thì trong khi đó là có những đàn khỉ rất là nhiều, mấy trăm con vì đó xuống để mà phá cái gãy nương của anh. Và anh cũng tức mình quá, rồi anh mới dắt chú chó lên để mà giữ nương mình ở trên đó. Và trong cái lúc mà anh đi làm những cái cỏ trong những cái gãy của mình, thì chú chó của mình của anh á, phát hiện ra những cái chú khỉ này nè đang phá phách những cái đồ gãy, thì cái chú chó lại sủa những cái bạn khỉ này. Thì trong khi đó là 4-5 con khỉ gì đó tầm 20-30 kg nó dí chú chó của anh và nó cắn chú chó của anh rất là nhiều thương tích. Thì anh nghe được chú chó của anh la thất thanh hốt hoảng, thì anh mới chạy qua thì anh thấy được một bầy khỉ đang dí những cái dí cái chú chó của anh. Thì lúc anh chạy qua thì những cái chú khỉ này nè chạy đi mất rồi. Rồi anh mới tức mình, anh mới chửi cái những cái đàn khỉ này mày ý đông hiếp yếu gì đó, là anh chửi rất là nhiều những từ xúc phạm về những cái chú khỉ. Và ngay cái lúc anh chửi thì bỗng dưng xuất hiện một cái gọi là một cái con rắn bự to tầm cái cột này, cái cây bạch đằng này nè, màu trắng, xuất hiện ra tiến gần lại cái nơi của anh. Và anh cùng chú chó của mình bỏ chạy xuống núi và chi hô la lên để cho bà con giúp mình. Nhưng trong cái lúc đó thì anh chạy hốt hoảng xuống, thì bà con hỏi tại sao mà chạy như vậy. Thì anh nói là gặp một cái con rắn bự to như vậy đó, anh lỡ chửi phạm như vậy. Thì anh kể cho ba anh nghe. Thì ba của anh biết được chuyện như thế nào về ngọn núi Cấm này, nổi tiếng là những cái chuyện tâm linh bí ẩn ở nơi đây, chưa có lời lý giải đến ngày hôm nay. Và ba của anh lập một cái bàn miếu gì đó để mà cúng tạ lễ các chư vị chư ngài. Và ngày hôm nay mình rất là may mắn, mình được người dân chia sẻ cái người đàn ông này, và mình đem cái người đàn ông này để nghe anh thuật lại cái câu chuyện chi tiết về rắn hổ mây bạch đã xuất hiện trên núi Cấm và rượt dọ anh bỏ chạy. Để muốn biết thêm câu chuyện thì mời quý vị cũng như là các bạn đồng hành với mình trong video ngày hôm nay nha. Bé Hai đây, dắt em đi đâu bé Hai? Đi lên chỗ hàng con rắn. Hàng con rắn hả? Ừ. Con rắn em gặp to mà thấy thay bên to lắm à. Dạ, thằng bị lớn rồi. Đây lại tới cái chị chỉ cái hướng cái cây luôn cho. Đây là nhìn qua chắc không tới quá. Tới tới mai mai giùm tới không? Tới không? Tới. Thấy cây trắng trắng đó không? Cây nào? Cây trắng trắng cái ngay trăng cái lồng giữa ngay trăng chỗ bên đây nè, thấy không? À, cây trắng. Cây trăng trăng trong cái chòi trắng đây nè. Cái chòi trắng thấy không? À, cái cây cô đơn này ha. Ừ, cái chòi trắng cây cô đơn đó đó, cây à, cái đó, xuống rồi. Nó ngó xuống. Nguyên cái hàng dữ lắm. Cái hàng là đá là cục nào cũng lấy bự bự không á. Mà rắn nó gặp đợt đó chứ là nguyên cái vạc đó là nguyên bài khỉ là có con rắn nó giữ đó. Gì?
rắn mà giữ khỉ đâu anh hai. Nguyên bầy rắn giữ khỉ á. Vô là đợt đó lên xong cũng chó săn mình đó, lên cũng săn. Săn nguyên cái đoạn trên đó đó là chó mình bị khỉ nó cắn, độc lắm. Mình cũng lên mình cũng chữ thề rồi lốp bóp lắc chát cái chảnh đó. Quả nguyên ông bò xuống. Hết hồn. Phải lớn rồi năm nay anh hai. Này chắc cả này nè. Bằng cây đó luôn hả? Bằng cái này nè. Trời ơi anh biết gắn gì không? Thì đó biết gắn gì đó, nó màu trắng hơn cái này. Gì gắn bạch luôn anh này. Gắn màu trắng luôn. Cái nào có con trăng thì phải con trăng anh. Trên đọt cây mà trắng gì? Cái kìa. Trời mấy gì? Dạ. Trời cái lùm này mình đi hơi vất chút thôi hả? Vậy cái lúc mà anh hai gặp sao mà anh đang chữ mấy con khỉ rồi tự nhiên cái có con rắn bạch là nó xuống nó dí anh hai luôn hả? À, không có, chưa dí đâu, mình chữ thề. Em mà ý đông có ăn hiếp có con à. Chứ không phải là mình chữ ai, nhưng mà tại chữ quá trời chữ rồi. Người ta xuống có con một mình bỏ chạy luôn. Có cái dao rớt xuống giò mà lụm không được á. Ok vậy? Có hết hồn mà lấy gì mà lụm được. Vậy là mấy con khỉ nó đông dữ lắm rồi anh hai. Khỉ đông lắm nguyên mà đằng khỉ đó đông dữ lắm. Thằng ơi. Mà không ăn khỉ dí anh không mà cũng đủ mệt anh hai. Đủ mệt, khỉ đó làm mà chừng ba con à là mình là không lại ở đâu. Mấy khỉ nó bự lắm anh hai. Tại nó sợ mình, con cỡ hai mấy ba chục ký á. Trời dữ thằng vậy hả? Ừ, nguyên một đàn đó bự dữ lắm. Trời ơi con hai mấy ba chục ký mình ông chắc chơi không lại con thôi nữa, nói chi mà nguyên bậy. Nhưng mà lúc đó mình đi lên lúc đó hăng máu lên chứ không phải vậy, hăng máu là chỉ giỡn rồi mình nói chắc nó sợ rồi. Lên là xong chữ xong một tăng một à. À cái kiểu mình bình cái con chó của mình ha. Bình con chó của mình á. Tại bị mấy khỉ nó ký nó cắn quá hay sao anh hai? Trời ơi nó cắn con chó mình tơ xác hết trơn á, 4-5 con, 5-6 con cắn con chó mình. Trời ơi nó quý dính chó mình ha. Rồi xong mình mới lên mình chữ. Mình kế bên mà đi làm cái bên mà chạy qua. Chạy qua chữ xong mới gặp con rắn gì đó, trắng phiếu gì đó. Rồi lúc đó anh hai gặp anh hai xử lý sao anh hai? Rồi bỏ chạy. Bỏ chạy mà lại còn không biết được, không biết đường mà gớt cái dao dòm không biết đường làm cái dao nữa. Trời đó quá linh quýnh ha. Linh quýnh, không cho em mình gặp, nếu cho em mình gặp sợ nó sợ. Dạ, vậy lâu đó anh hai đi với ai? Đi với thứ ba, đi lên Bẻ Gòn, mùa hạn mà. Mà lên đó có cây đó cao lắm. Nhưng cái cây đó bự dữ lắm đó. Cây khổng lồ luôn ha? Khổng lồ, cây đó đó. Cái mặt đó là trên đó có thôi chứ không có đâu mà có nổi. Gì hết? Mặt cắn bự lắm. Trời ơi, là bên hai gặp ở núi Cấm anh luôn anh hai. Núi Cấm, dưới chân bù hông đó. Dưới chân bù hông hả? Ừ, dưới chân bù hông này nè, nghe chăng trọng đại ngó lên nè. Còn thứ mà bắp đùi với cái hoành có 4-50 thì thứ quả vậy. Còn đó bắt có con một là 15-16 kg, cái đó là cũng bình thường rồi, cái đó 15-16 kg. Mà anh hai bắt 15-16 kg là rắn gì anh hai? Hổ mày. Ủa trên núi mình may nhiều quá ha anh hai. Hồi đó ba con chó mà thân lại con rắn không may đó. Dữ thằng vậy. Nó dài hơn cái cây đặc nữa nè. Thôi. Cái cây này mà dài không chứ hơn đó anh hai. Ừ nó dài hơn cỡ khoảng đây lại đằng đó vậy đó. Ba con chó cắn lòi đi không nổi luôn. Mà nguyên cái vạc đó dữ lắm. Trời ơi bây giờ bán gãy rồi giờ cho cái ông kia rồi. Là anh hai dập cái con rắn đó rồi anh hai sợ anh hai bán gãy hay sao? Không, anh không có sợ, nhưng mình giái cúng rồi thôi à, không có làm gì mình hết á. Nhưng mà mình gặp, tại mình bự quá mình sợ mình nghĩ vậy thôi. Mình sợ gặp chuyện ha. Ừ, chứ nó không có làm gì mình chứ á. Đó chó lên mà có con chó đó, đó ông nội nuôi đó đó là gắn nó cắn một cái đó là lụm. Cắn con chó một cái là nguyên cái vùng này là không ai nói mà gặp gắn bự kia cả đó đâu. Nhưng mà đa số chó ở núi mình thấy là nuôi lữ đém không, nó cũng kháng lại những cái gì đó của rắn, nhưng mà cũng chịu nổi luôn. Không, nếu mà chỗ nó liếm được tới á thì nó không. À, là cái lữ của những cái chú chó mà có đém lữ á ha. Ừ, cũng hay quá ha ta. Mà nó cắn ngay chân cái cần cổ là con chó là rồi xong. Thì đợt đó chết con chó hai con. Nếu mà không đốm lưỡi là chưa đầy 15 phút nó chết rồi. Gì ha. Cắn cái bập là chạy lên chừng khoảng 10 phút là lên tới trời nhà là chết rồi. Chó chết rồi. Bởi vì bà con của mình chọn chó lưỡi đém mới nuôi á ha. Chó lưỡi đém chứ mà nó có khôn là nó mới được, chứ còn nguyên bài chó luôn, cũng nguyên bài chó của người ta đó. Nó cắn rồi xong là không có con nào sống trơn, gặp là gặp nó là bỏ chạy rồi, không có con nào dám đâu. Bỏ màn liền ha. Ừ, bỏ chạy trơn, chó bỏ chạy trơn. Mà nhà chó nào mà săn nó quen á. Rồi anh hai cũng nhiều lần gặp mấy con rắn mà bự với anh hai.
Đằng đầu tiên là gặp con rắn bự đó là có một lần à, tại mình không đụng ra nữa, không gặp, không có gặp nữa. Chỉ là có con cỡ bằng bắp đùi với cổ giò, đầu này gặp bài đụng bài à. Có khi đang lũi với lùm nguyên lùm như ta lũi cái chạy đi vừa lúc cái đầu xuống gì nè. Vừa đụng mặt hai con. Nó quay mặt mình bỏ, quay mặt mình chạy, nó quay mặt nó chạy. Nguyên một một trên khu đó giờ đụng quại vậy, còn mới ở với bằng với ông Tám nữa nè. Bộ ngang chạy xe đi hai đang chở con lên lên núi đừng mới rước con lên tới gặp. Chắc bự à, cả đó xong nó không sợ mình luôn. Dắt ngang đường luôn, y gan dài như nói y gan nãy vậy. Nguyên cái đoạn đường dài vậy nè. Bự bự không phải lớn hay. Chắc cỡ bắp đùi mình à. Trời ơi, bắp đùi là khủng khiếp lắm anh hai. Mà nó không có sợ. Nó dạng hệt gì ha. Đây lại cỡ khoảng 2 mét à. Mình chạy mình bỏ xe đây cỡ 2 mét nó đâu có chạy. Nếu 2 mét là tới cây cục được cái cây đó không? Cây trời, cỡ cây này nè. Là ginh cục đá bự vậy nè. Trời cái binh mà trúng cục đá chứ không trúng nó. Nhanh vậy ha. Nhanh lắm. Nhưng mà mình nhắm trúng nó mình chọn không trúng rồi nó cũng không có bò lẹ nữa. Bò sát bên bò từ từ vậy nè. Bò lai gai lai gai lai gai vậy. Rồi em nghe đâu đó là anh hay mà gặp cái con gì đó anh hay mà phải cúng dạy, cúng kêu sư thầy, cúng lại nữa là cụ vụ gì đó anh hay? Không, cái đó mình mua về mình ấy mình mua đồ về mình cúng chứ không có kêu sư thầy. Yeah, là mình gặp gì mà mình cúng vậy anh? Tại vì mình ta nói là gặp rồi, cái đó mình cúng cho nó qua cái chuông thôi chứ không có đó mình sợ quá mình cúng cho nó đừng đụng nữa tại mình lỡ chửi người ta. Là bởi vì anh lúc anh chửi xong rồi ông vắng bạch nó mới xuất hiện để cho anh biết ha. Đúng rồi, cái đó mới cho thấy. Mà sao cái vụ gì lạ ta, khỉ mà nó cũng có mấy ông vắng bảo hộ luôn ha. Không, cái đó là thật sự là mình kể này nếu mà ấy cỡ khoảng 7 năm nay rồi đó. Là không có lên đó nữa, 7-8 năm nay là không có lên đó nữa. Là anh hay không có dám lên chỗ nữa, gặp ông vắng trắng nữa ha. Mình đâu có làm gì đâu mình lên đó, tại nguyên cái khu gần đó gần lớn mà. Rừng rậm dữ lắm, đá cục nào cũng thấy bự bự không à. Không phải nhỏ đâu. Vậy là nó loạn dữ lắm hả này? Loạn dữ lắm, loạn chuông lòn lòn với đá cục nào cũng thấy bành không à. Là cái khu đó giống như bà con của mình là ít có người mà dám lên đó hay sao anh hay? Khu đó đâu ai lên, đất mình mà, đầu đất mình đâu trên đó đâu có ai đâu mà lên được. Em nghe đâu đó là trên cái dồ bù hông của mình sau lưng hay gì đó là có cái chỗ mà khu rừng cấm gì mà không ai dám vô đó luôn là có không hay? Cái đó thì bên khu vực đó thì mình không biết thôi chứ còn bên khu vực mình thì mình từ cái đất mình đổ xuống thôi vòng vòng qua đây với vòng vòng qua đây mình biết. Vậy hả? Thì mình kiểu nghe thôi chứ mình cũng không có nắm được. Bạn có nghe bà con kể gì cái vườn đó không? Có kể nhưng mà mình không có nắm được tình hình tại vì mình không có nghe mình nào mình thấy sự thật mình mới nắm cái tình trạng là mình thấy vậy đó nói vậy đó. Không ý em hỏi là giống anh có nghe bà con người ta chia sẻ như thế nào không mà ta kể như thế nào cho mình nghe không á? Cái đó người ta chia sẻ về mình ít lắm. Nghe còn nghe không mấy ông ngoại đều kể lại thôi chứ mình không có nắm được. Cũng như cái đó là có những cái ông to dữ luôn ha. Có ông to. Còn vụ tắt nước ở đây suối này vụ tắt nước hoài thấy hoài vậy. Tắt nước là sao nữa hai? Là cũng như là bên đây là cái đầu cạo bên đây cái đuôi nằm bên đây nè xuống cái hầm mà đó cá dữ chứ không phải như bây giờ đâu cá dữ lắm tát cái hố bơm cái lát cá đờ bớt nước rồi lão nó xuống nó ăn cá trời là mấy ông vắng hả anh vắng ngoài cái đầu nó dưới đuôi nó là nó dẹp cái mình lại nó tát nước trời ơi mấy ông đó chắc nhìn chắc bự dữ lắm hả mình tưởng đâu người ta tát nó dẹp ra có bao nhiêu vậy nè trời ơi nó dẹp ra nó đánh võng nó tát nước mà cũng như nó tát nước xuống vậy nè rồi lá cái bớt nước đầu cá nó cũng đờ rồi nó đập mà cái hố bơm nó cũng đâu bự bơm mấy cái người trước cái hố bơm mà để đạn mình đâu đó bự cỡ khoảng 3-4 mét gì đó là cái đuôi bên đây đuôi bên kia là nó ổng dẹp cái mình lại ngoài hai ba tu bên đây hai ba tu bên kia là ở đầu là ổng tắt nước rồi theo hen hai suy nghĩ á là cái truyền thuyết mà ông bà kể cho con cháu nghe như anh đó là có những cái ông vắng như là cây thốt lốt hoặc là cây sồi mà to 50-60 năm vì đó là có luôn hình hay thì cái mình nghe kể là có ông kể đó đi đó rất sáng sớm á đừng có đi lại cái ngang những cái cây lớn mà có hai tược anh hai tược là một cái mà là cái dương cái ở trên rồi cái đầu lẫn gắn đã thọng dưới rồi đó là hai tược đó trời là con gắn đã thọng cái đuôi xuống đó là nó nằm treo nó đó cũng như gình mồi đó là mấy ông như ông ngoại hồi xưa đồ ông nói đó, con có đi núi đó, con đừng gặp cái cây hai tược đừng đi lại cũng như cây bự quá mà thấy hai tược mà thòng xuống á tránh xa ra đừng đi lại gần là nó cũng như là nó đó là những đó là đang gình mồi
nằm trên cái cây thông cái đu xuống là mình nhìn thấy biết rồi. Tự nhiên cái trên mà nhỏ dưới bự nằm hai cây rồi nó thông song hai cái gốc ít có lên khi nào đó. Bởi vì mấy cái cây hai tượng là mình nhìn mình nhầm tưởng là cây nha, sự là ông rắn ông đang đưa đầu xuống để ông gình mồi ông bắt đấy anh hai. Có gình đoạn mắt. Bởi vì nhưng ông bà lớn có chuyện về miệng là dạy dạy cho mình. Nhưng ha. Mà còn ông cậu thì ông có bên Đông Phi nè, ông nói cái da rắn là chồng từ đầu mình là chồng lọt tót xuống luôn đó, nắm vậy là tụt xuống vậy là lại gan bự hơn áo mình đó. Trời ơi dữ thằng nha. Mà ông lên lụm đợt đó rồi mà bỏ phải còn quay lại mình coi cái da đó còn lại cái nữa giờ này là tới luôn. Trời ơi phải còn bộ da đó quay lên thấy. Còn cái thứ mà da thứ mà bé lớn gì nhỏ nhỏ gì nè. Còn mà còn như là con còn ỉa mà thứ gắn mà hôm nay mình chỉnh ỉa đó. Là cỡ khoảng dài đây 3-4 mét vậy đó. Vậy cũng phản anh. Nguyên cái giò mang, giò heo với giò đồi gì vậy đó là nó chắc nó ăn không tiêu vậy, ỉa nguyên một lần dài sọc luôn. Trời, từ đây có thể dài tới đâu anh? Còn khoảng 3-4 mét. Dữ thành vậy? 3-4 mét ỉa là dài dài, nó kéo dài ra tại vì lúc nó ăn vô cái dài ra. Trời ơi, vậy là mấy ông đó có tầm mấy chục mét vậy anh? Không có đâu, cái đó mình chắc mình không thấy, mình không biết nhưng mà nó ỉa vậy thôi chứ không thấy. Nếu mà cục phân mà dài 3-4 mét là không dài dữ lắm anh hai? Đi. Đấy. Có thôi. Vô gần chi nữa trời. Phân mà dài 3-4 mét là cỡ nào hả anh bé hai? Thì nó ra thì bự hơn cái gốc cây này, nó ỉa phân cái bằng gốc cây đằng đó đó, gốc cây bự đó đó. Gì dữ thằng vậy trời. Thì nó ỉa cái là nằm dài sọc vậy nè mà trắng phiếu rồi nghe, mà cái chắc nó ăn không tiêu cái gì á, ra còn dài sọc luôn chứ. Trời chắc cái mùi nó tanh dữ lắm luôn hả anh bé hai? Ừ. Mùi dữ lắm. Tại cái mùi nó lên mà đi lên mình gặp cục cức mình tưởng nó con rắn luôn á, tại vì nó còn nằm nguyên gì nè, nó ỉa dài sọc gì nè, trắng phiếu rồi nghe. Trời ơi, nghe nó trắng phiếu mà nó nhảy xong hết rồi. Bình thường rồi. Vậy là anh hai thường xuyên gặp, nói chung là biết nó quen con hay sao anh hai? Rồi cái thứ mà thứ bằng tay đầu, cái đầu bằng tay đi đập quải vậy. Vậy mấy em đó là thường xuyên gặp luôn ha. Ừ. Còn những cùm chân này kia, bắp đùi này kia là cũng lâu lâu mới gặp hay sao anh hai? Không, nếu mình đi gãy thường hoài là cũng đụng hoài à. Vài tháng đụng lặn, vài tháng đụng lặn. Trời ơi. Mà chắc anh hai đối diện với vậy, anh hai quen chứ sao gặp người ta yếu yếu là người ta có thể là bỏ đất gì người ta đi xuống núi luôn ngay mà dám đi. Có vậy tại vậy vì hả? Mình ở trên rừng mà, mình ở trên núi mà. Ờ vậy mà mình người dân bản địa trên núi ha. Mình ở trên bản địa trên núi mà đâu phải rồi ấy đâu, phải hồi nhỏ lên xuống gặp thứ hồi xưa thì tóc chạy liền ha. Chạy. Còn hồi đó mà thứ mà heo gần vô này kia là thôi đi. Đi có khi đụng tới luôn. Heo dần bự anh hai. Bự. Trong ngoài 200kg gì là đụng một cái ngang cái cả ngang ngực mình vậy. Thì phạt hơn trăm mấy 200kg là bự lắm không, cao lắm anh ơi. Trời ơi mình hết hồn luôn á, nó đang ủi bụi le cả ngang cỡ mét ngoài vậy đó, nó đứng cỡ mét ngoài vậy đó. Dữ thằng này trời. Thì hồi đó gần gặp dữ lắm chứ bây giờ nó bớt rồi, nhưng mà chỉ giờ chỉ còn ở trên cao thôi. Vậy là mấy như sự hiểu biết của anh hai là bây giờ những cái loại đó nó núp vô rừng sâu luôn hay là sao anh hai? Nó cũng như người ta vô gần sâu người ta ẩn tên tu người ta không ra nữa, tại vì mình sống của mình phá gần quá gãy ra mình làm gãy rồi á, động người ta vô sâu. Mà còn thứ nhỏ nhỏ thì cầm tay cầm chân. Trời như anh hai sao mình biết được mấy ông đó ông tu này kia anh hai? Biết tu đâu, nó cũng sợ mình á chứ tu cái gì, có ông tu là có mấy ông bự á, mấy ông khổng lồ như ông trắng đó. Ờ, cái đó giống như cái kiểu như mấy con ông đó hùng về tâm linh về ha anh hai? Đúng rồi, mấy con đó là đó vậy đó. Tại vì khi lúc đó anh chửi mấy con khỉ là tự nhiên ông xuất hiện ra mà hả? Ừ, chửi ra xuất hiện là cái cây, cái nguyên cái cây đó là chỉ có một cái cây mọc à. Nằm ở trên đó luôn chứ không có gì lắc qua lắc lại là mình thấy ốc ác có cục rồi. Trời ơi. Rồi là giọt. Chạy liền ha. Chạy, lúc đó bỏ chó luôn rồi. Vậy hả, chó lành hả? Bỏ chó luôn mà gớt cái dao với giò luôn mà còn không lụm được mà. Vậy lúc đó về có bệnh hoạn, bị hành gì anh hai? Không có đâu. Mình ở đó dân địa phương chứ mình về mình cúng kiến rồi thôi chứ đâu có à, là anh hai biết khi anh hai gặp là anh hai phải về cúng liền. Mình biết mình sai mình về mình cúng mình giả anh ta. Chứ không mấy giờ cũng mệt anh hai. Ừ. Nhưng mà có người ta gặp rồi về cũng chết nhưng mà cái đó mình không thấy, mình nghe nói lại thôi. Cái gì gặp cũng bỏ mạng thôi anh hai. Gặp rồi tại vì người ta thách á. À kiểu như người ta ngang vậy ha. Ừ, ta ngang ta thách á. Chắc cái kiểu không có tin về những cái chuyện tâm linh này kia anh ơi. Ừ, chắc vậy đó. Nhưng mà riêng anh hai thì anh hai được ông bà là chia sẻ dạy cho mình là mình gặp cái đó là mình về mình phải cúng kiến ngay là lập tức lại ha. Ừ, thì mình về xong rồi mặn cúng. Rồi về ông cha ông mặn xong rồi ông cha ông cúng.
Dạ, cũng như ba anh cũng biết ha. Ừ, đi gần nè, nguyên cái đồi gần này chỗ nào mà không có đi. Yeah. Mà mình không có đi qua bên chỗ khác thôi, chứ từ dắt bên đây là đi giáp cái vòng vòng đây giáp hết trơn rồi. Dạ, như cái núi này anh đi không có từ này. Bên đây nè, đi dài dọc qua tới bên đây luôn, dọc qua bên núi bên đó luôn, dọc giáp núi này luôn. Giáp núi này anh đã đi mà đi có con dách nào mà bên kia mình không có đi. À, dách bên đây thôi. Mình nhưng đi mà, bên đây. Nhưng mà anh thấy là dách bên đây là hình như là dừng nhiều chứ nhà bà con mình đâu có ở nhiều như bên kia. Rồi đúng rồi. Chắc mang khỉ heo rồi có gặp ông gặp gì không hay? Không, cọp không thấy, có beo thì có chục đỉnh lâu lâu gặp lần. Vậy anh hay gặp beo luôn hả? Beo mà beo của nó beo nhỏ, beo nhỏ nhỏ vậy nè. Trời ơi, vậy cái con beo nó dài sao anh hay? Nó gần con báo mình vậy đó, là nó nhỏ hơn con báo mình. À, kiểu như con mèo vậy ha? Ừ, mà bự. Ừ, ở đây mình thấy gì hồi xưa đủ thứ con chứ anh hay? Ừ, nhóc. Dữ thằng ha. Ừ.